bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be. Nhà thờ này thì cũng đã được bao bọc cái hàng rào để bảo vệ bên trong rồi, không có cho mình đi vào. Đây có một cái cánh cửa đi vào nè. Đây là sự an toàn của khách. Khu vực tháp chuông thường có gạch cửa rơi, yêu cầu của khách không vào bên trong, chỉ đứng bên ngoài quay thôi. Đây là một phần còn sót lại ở trong cái nhà thờ đây, cũng không có gì trong đây hết. Đây là không gian bên trong cũng đã tan hoang hết rồi. Đây là đi cái một cái vòng bên ngoài như thế này. Nhà thờ Đỗ Hải Lý. Đây là do cái nước biển xâm lấn thôi. Xâm lấn vào thì đã làm mất đi cái ngôi làng ở đây. Chảy dài dọc bãi biển luôn. Mình đi tham quan một vòng ở đây, rồi sau đó mình sẽ đi kiếm một món ăn đặc trưng của tỉnh Nam Định, đó là phở Nam Định, là cái nôi làng truyền thống của phở ở đây. Ôi chà, lúc trước thì vẫn cho đi vào tham quan, nhưng mà bây giờ thì cái sự nguy hiểm nó không có được an toàn nữa. Nói chung là bây giờ không được an toàn như lúc trước nữa, nên chính quyền đã cho cái bao bọc cái hàng rào xung quanh để giữ an toàn cho du khách tới đây tham quan cũng như đứng chụp hình ở đây. Đây là cái phía bên hông của cái nhà thờ Đỗ Hải Lý đây. Nói chung thì ở đây thì người ta cũng để một tấm bảng cho mình thông báo ha. Gạch vỡ rơi, yêu cầu quý khách không vào bên trong, cũng như là đến gần. Mình chỉ có đứng xa xa ra mình quay thôi, đừng có đến gần ha. Đây là những cái bức tường còn nguyên vẹn. Đây, nguyên vẹn luôn, có sao đợi vậy từ xưa tới giờ luôn. Năm 1943 là được xây dựng cái nhà thờ Đỗ Hải Lý ở đây. Rồi, chỉ vậy thôi đó, hết rồi đó mọi người. Rồi, đây là phở bò đặc biệt tại thành phố Nam Định, của tỉnh Nam Định ha. Đây là cái không gian quán của quán, nhìn rất là ấm cúng ha, kiểu màu vàng giống như là kiểu cổ, như phố cổ Hội An á. Đây là thực đơn của quán đây. Đây giá rất là bình dân luôn. Địa chỉ là 23 Văn Cao, thành phố Nam Định. Tới 9 thì 30, tới Nạm 35, tới Gầu 35, ấp Chảo. Giá rẻ lắm, phở xào 35, mì xào cũng 35. Có cơm nè, cơm rang nè. Đây là không gian quán ha. Bức tường, nhìn cái bức tường màu vàng, nhìn thấy kiểu đúng là phố cổ ha. Đây của cái hà 30.000 đồng, 25 là tôi. Thôi biết rồi. Cô lỗ 5.000 nên con mới tách lên lưu dương. Con mang cái tay càng ngon, con vàng đi. Biết rồi. Vâng. Con làm à? Bộ sắc thật chuyên nghiệp luôn ha, sắc liên tục luôn, chuyên nghiệp luôn. Cho con một suất gì chờ bò đi. Như sao à? Làm mặn nhá. Bận hôm qua thì. Vâng. Ok. Làm qua là mặn chưa? Qua là mặn rồi, làm mặn nhá. Rồi, đây là một cái tô phở của mình đây, phở Nam Định. Khi đến Nam Định là phải ăn cho bằng được cái tô phở Nam Định. Tại vì cái nguồn gốc ở đây là phở Nam Định xuất phát từ đây mà. Đi dù cái phở Nam Định ăn ở đâu, tỉnh thành nào cũng vậy, nhưng mà ăn tại Nam Định sẽ ngon hơn rất nhiều ha. Đây, một tô của mình là tái chính nạm. Tái chính nạm. Đây là tái đây. Và có nạm nữa. Rồi, nói chung là chị đã làm cho mình hết tái chính nạm trong đây. Phở là phở ở công, đây là phở cũng nhỏ nhỏ ha, không có to ha.
Rồi để thử thử nước lèo. À, giá nữa, ăn chỉnh giá. Ở đây á, cái vị phở ở đây á là ăn nó khác một chút xíu ở trong Sài Gòn, là ăn với cái giá và không có ăn kèm với rau thơm hay là ngò gai, giống như trong Sài Gòn ha, ăn một bát phở thôi thì ăn kèm với một cái một tương đỏ như thế này. Cái này gọi là tương ớt nè. Ở trong Sài Gòn thì phải có cái tương đen rồi tương đỏ rồi pha chung với nhau. Ở đây thì một loại một thôi. Rồi có thể ăn kèm chanh này. Đây, chanh, có thể nặng vào. Ớt, đây mà thêm một dĩa ớt chủ quán cho thêm. Nói chung thì cái phở Nam Định này là cái nguồn gốc ở đây. Cái bánh nhá, cái bánh phở nó mềm. Đây một miếng thịt bò tái nè. Đây nó cùng nó hơi nhạt xíu đối với mình ha, mình ăn hơi đậm đà. Đây có một miếng mắm, phải thêm miếng mắm vô. Nói chung là khẩu vị của mỗi người ăn khác nhau, đậm đà hay là nhạt hay gì đó. Đối với mình thì phải thêm một chút nước mắm vô nó sẽ đậm đà. Nguyên miếng nạm nè, nạm gân nè. Giờ cho thêm miếng giá sống vô, giá thì giá trụng qua rồi. Ăn kèm giá, thực sự ăn trong Sài Gòn mình ăn thêm cái rau thơm, ngò gai và cái rau ôm thì nó sẽ tăng cái hương vị lên. Bởi vì trong Sài Gòn thì ăn theo kiểu như vậy, còn ở ngoài Nam Định là cái nguồn gốc ở đây thì người ta ăn chỉ có như vậy thôi. Một bát phở với một dĩa giá trụng. Đặc biệt không? Cái tô phở rất là nhiều phở luôn, ngập đầy nguyên cái tô phở. Ngon quá. Nói chung là tùy theo cái mỗi tỉnh thành, mỗi vùng. Nhưng mà khi mà đến Nam Định thì nhất định là phải ăn được một cái tô phở Nam Định. Đây là cái làng quê của chị chủ ở đây. Chị chủ giới thiệu luôn. À, không? Đây là cái nôi của nghề phở mà. Đây là người ta công đoạn nè. Rồi, chế biến ha. Rồi, đây. Và bánh phở ha, cắt ra ha.